thuyền nhân Việt Nam, quãng đời trong các trại tị nạn. Hầu hết những ai đã từng là thuyền nhân, từng trải qua những ngày đối diện với bao hiểm nguy trên đại dương mênh mông và được sống sót đặt chân vào trại tị nạn để chờ ngày định cư ở nước thứ ba, thì không thể nào quên được những ngày tháng cũ. Phải nói, đó là một kỷ niệm gắn chặt vào tâm hồn của họ. Cho dù đối với mỗi người có thời gian ở khác nhau, có người chỉ vài tháng, có người kéo dài cả chục năm trời, nhưng tụ trung khi nhắc lại thì ai cũng đều mang tâm trạng bùi ngùi và xúc động. Vậy, cuộc sống ở trong các trại tị nạn ra sao mà để lại trong lòng thuyền nhân dấu ấn sâu xa đến như thế? Vào những năm 1979 đến năm 1980, khi làn sóng người vượt biên dâng cao, ở miền Nam lúc bấy giờ có câu nói truyền miệng: vượt biên, một là làm mồi cho cá, hai là má nuôi, ba là nuôi má. Chính sách thanh lọc. Với những người đã may mắn sống sót, trải qua bao hiểm nguy và được các tàu vớt đưa về các trại tị nạn, thì đây là thời gian an bình nhất, vì chỉ còn chờ ngày được các phái đoàn của các nước đến phỏng vấn và tiếp nhận cho tái định cư. Anh Lưu Thành, một thuyền nhân ở trại tị nạn Pulabidong của Malaysia, hiện đang cư ngụ ở California, cho biết: tôi đến trại tị nạn Pidong thì thấy thư thái lắm, vì thoát được Việt Nam rồi. Tuy là thiếu thốn, nhưng là vùng đất tự do, tâm hồn thoải mái, vì có niềm hy vọng là mình sẽ được định cư ở đệ tam quốc gia để lập lại cuộc đời mới. Nhưng đến khi có chính sách thanh lọc của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đề ra để nhằm ngăn chặn làn sóng người Việt bỏ nước ra đi, thì đời sống thuyền nhân vô cùng cực khổ. Ngoài việc chấm dứt sự hỗ trợ về giáo dục, y tế, Cao ủy Liên Hiệp Quốc cũng cắt giảm lương thực. Bên cạnh đó, tỷ lệ được công nhận là người tị nạn cũng chỉ có 1%. Vì thế, bắt đầu biểu tình rải rác ở các trại tị nạn. Thượng tọa Thích Tâm Hòa, hiện trụ trì ở Chùa Pháp Vân ở Toronto, Canada, từng là thuyền nhân ở trại tị nạn Palawan, Philippines, kể lại: vào thời điểm tôi đến thì có vẻ thoải mái một chút, nhưng sau thời gian thanh lọc thì khó khăn. Trước đây, người dân tị nạn ở Palawan cũng được đi mua sắm này nọ, nhưng kể từ ngày thanh lọc thì kỷ luật gắt gao hơn. Ngay đêm tôi nghe được cao ủy công bố chương trình hồi hương, thì lúc bấy giờ tôi đã kêu gọi các hội đoàn cựu quân nhân tổ chức biểu tình, và có 18 tăng ni tại các chùa tuyệt thực một tuần lễ. Tôi chứng kiến cảnh người tị nạn bị phái đoàn từ chối, họ rất khổ. Cũng may nơi đó còn có nhà thờ, chùa, thánh thất nên giúp cho họ phần nào vượt qua khó khăn, khủng hoảng về tinh thần. Trại tị nạn Palawan tương đối đầy đủ hơn các trại khác, chỉ khó khăn về nước thôi. Người dân phải xếp hàng lãnh nước, mỗi gia đình họ cho được 2 canh nước là 40 lít, rất khó khăn về nước, về thực phẩm thì tương đối đầy đủ. Bắt đầu từ giữa năm 1995 trở đi, càng ngày, chính sách cưỡng bức hồi hương ở các trại càng thêm gay gắt. Lúc này, người tị nạn phải đối diện với một tương lai vô định, sống trong sự mòn mỏi, trong sự hồi hộp, sợ hãi, không biết ngày mai sẽ ra sao. Đến bao giờ thì tới lượt mình bị đẩy lên máy bay hay lôi xuống tàu trở về Việt Nam? Hàng loạt các cuộc biểu tình bất bạo động để chống cưỡng bức hồi hương xảy ra khắp các trại tị nạn Đông Nam Á. Lúc này, phải chăng Cao ủy Liên Hiệp Quốc đã quá mệt mỏi với thuyền nhân Việt Nam, nên cho dù có người mổ bụng, tuyệt thực, tự thêu, treo cổ, tìm cái chết vì quá tuyệt vọng sau khi bị từ chối, không được công nhận quyền tị nạn, thì họ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí còn cho phép chính quyền bản xứ dùng vũ lực để đàn áp, dẹp biểu tình, đánh đập những thuyền nhân Việt Nam vô tội, chỉ có một bộ đồ dính trên người. Ngay cả đất nước Philippines, vẫn được xem là quốc gia tử tế nhất, cũng áp dụng chính sách cưỡng bức hồi hương. Từ Richmond, bang Virginia, ni sư Thích Nữ Diệu Thảo kể lại: đời sống rất cực khổ, vì lương thực không đầy đủ,
Một ngày thì mỗi người chỉ được một lon gạo, hai người một cái trứng. Ngày nào được thịt thì ba người một lạng thịt và một chút rau. Thời gian đó thì thuyền nhân rất lo sợ, luôn luôn biểu tình để tranh đấu. Vì sự thanh lọc rất bất công, ai có tiền thì được đi định cư. Lúc đó thuyền nhân chiếm văn phòng cao ủy và biểu tình, lúc nào cũng bị lính phi canh gác và họ luôn tìm cách để giải tán. Sau thời gian dài thì cao ủy cho lính vào giải tán. Mặc dù phi là nước công giáo nhưng cũng cưỡng bức. Tôi là một tu sĩ mà cũng bị bắt tại chùa và được đưa qua trại West Crom, bị nhốt chung với một số thuyền nhân. Sau đó, nhờ sự vận động của một số hội đoàn ở hải ngoại can thiệp nên tôi được thả ra. Thân phận thuyền nhân. Ở Indonesia, trại Galang, cuộc biểu tình kéo dài hàng mấy tháng trời. Trong những ngày ấy, cả ngàn người tuyệt thực, hàng trăm người mổ bụng tự sát. Đó là chưa kể phải tìm cách trốn chạy lính Indonesia cho hay. Mình đi sau ngày đóng cửa, họ muốn cưỡng bức mình về Việt Nam nên họ o ép dữ lắm. Cao ủy cũng cắt giảm gạo, mì gói. Mình phải tự trồng rau để ăn thêm. Họ làm căng lắm để ép buộc mình trở về. Biểu tình 6 tháng trời, rất nhiều người mổ bụng tự sát. Đặc biệt có hai người, anh Châu và anh Thọ là tự thiêu, chết. Và quan tài để tại hiện trường 6 tháng, canh gác chung quanh, ngồi suốt 6 tháng canh hai quan tài đó, ngồi biểu tình ngoài trời. Họ làm kỹ thuật hay lắm. Họ làm một cái ống đào sâu xuống dưới đất, chôn sâu để rõ nước xuống, không cho thoát hơi ra. Rồi họ giải tán cuộc biểu tình đó, họ thả lựu đạn cay, cướp luôn hai xác đó. Họ đánh đập mình, bắt 219 người thành phần lãnh đạo, trong đó có 76 cựu quân nhân và 43 người đàn bà trẻ em, nhốt 22 tháng trại tại tù Tamahan đảo Tayung. Họ biệt giam gắt lắm. Có thể nói, vào thời điểm quốc tế đâm mệt mỏi, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã nhắm mắt làm ngơ, là những ngày tháng đau thương nhất, khốn khổ nhất của thân phận thuyền nhân Việt Nam. Sau khi đã liều chết trên biển cả thì lại bị giam hãm trong các nhà tù khác. Và cho dù chính biết bao nhiêu người đem cái chết để làm chứng cho hai chữ tự do, vẫn không làm thay đổi chính sách cưỡng bức hồi hương. May mắn thay, khi bị thả về Việt Nam, một số được định cư theo chương trình ROVR, hay còn gọi là chương trình tái định cư cho người hồi hương. Và mãi đến năm 1999-2000 thì họ mới thực sự được đặt chân tới Hoa Kỳ, một đất nước tự do và dân chủ như họ hằng mong ước. Anh Trương Văn Nhu đã nói, làm sao quên nổi, một thời gian tôi qua đây bị khủng hoảng luôn. Vì ở đảo 6 năm, ăn uống thiếu thốn, rồi bị đưa về Việt Nam, cưỡng bức về. Một thuyền nhân thì có 5 bolis, khiêng xuống tàu và chở một tuần lễ về đến Việt Nam. Về Việt Nam thì bị làm khó dễ vì họ nói là cứng đầu, không chịu hồi hương. Về đến địa phương thì bị làm khó dễ, biết tiếng Anh, xin dạy học họ không cho. Riêng ở Hồng Kông, nơi có số thuyền nhân Việt Nam cao nhất, đã được chính quyền bản xứ đối xử ra sao? Trong thời gian làn sóng vượt biên tìm tự do của người Việt lên cao, Hồng Kông chính là nơi có số thuyền nhân Việt Nam đông nhất. Do sự cố tình làm ngơ của cao ủy Liên Hiệp Quốc, của chính quyền Hồng Kông đã gây ra những cái chết đau thương của thuyền nhân Việt Nam. Và thậm chí đến bây giờ, có người vẫn còn đang bị giam tù ở nơi miền đất ấy. Sir Christine Trương Mỹ Hạnh thuộc dòng Chúa Thiên Lành, hiện là giám đốc trung tâm phục vụ thanh thiếu niên và gia đình ở Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ, người từng có mặt ở Hồng Kông, đã giúp thuyền nhân Việt Nam ngay từ năm 1976 cho hay. Trại Hồng Kông bắt đầu từ năm 76 vì có một số người đến đó. Các nước cho định cư rất nhanh. Đến năm 79 thì chiếc tàu Cadillac từ Nha Trang, Đà Nẵng, đa số là người Hoa. Khi họ tới Hồng Kông thì chính phủ Hồng Kông không cho vào. Họ phải chờ ở đó 4 tháng sau và có một người cắt dây và chiếc tàu nặng 3.000 tấn từ từ chìm. Chính phủ Hồng Kông mới mở cửa và bắt đầu cho phép người ta vào Kowloon
và thành lập trại từ đó. Nhưng sau 3 năm thì họ thấy nuôi những người này quá tốn kém và họ cho ra để đi làm. Cũng trong thời gian này, chưa có luật lệ chặt chẽ nên đã có những cuộc xô xát xảy ra giữa người Bắc, người Nam. Trong đó, có người đã chết vì chỉ cãi nhau. Đến năm 1982 thì chính thức trại cấm bắt đầu. Lúc đó chính phủ Hồng Kông không muốn cho người Việt đến Hồng Kông nữa. Nhưng người ta càng ngày càng đông, đến độ không có chỗ chứa và chính phủ phải mở tất cả nhà tù, và luật của trại cấm áp dụng giống như trại tù của Hồng Kông. Mỗi ngày hai bữa, người tị nạn không có tên mà chỉ có số. Và những người tị nạn phải dồn ép sống chung với nhau. Ba người ngủ chung một giường có ba tầng. Sống trong những khu nhà tôn rất nóng, xung quanh là kẽm gai. Buổi sáng, khi họ đang thức dậy là người tị nạn phải dậy hết và hai tay để sau đầu. Khi người ta kiểm tra, phải đứng lên đọc số của mình bằng tiếng Quảng Đông. Có nhiều người lớn tuổi không nhớ nổi số mà phải đọc bằng tiếng Quảng Đông nên bị phạt. Bị gậy, ba ton gõ lên đầu. Ăn uống thì giành giật nhau vì luật nhà tù không có chén dĩa mà họ chỉ phát cho mỗi gia đình một cái thau. Mỗi cá nhân một cái muỗng bằng ni lông. Mỗi hộ gia đình chỉ đi lãnh cơm trong cái thau và mọi người phải ngồi xuống dưới đất dùng cái thìa của mình ăn. Nhiều khi đi vào trại, tôi thấy 7-8 cái đầu chụm vào một cái thau, thấy rất đau lòng, giống như một con vật đang giành nhau để ăn. Chứng kiến sự đối xử tệ hại của chính quyền bản xứ với thuyền nhân Việt Nam, Sơ Mỹ Hạnh quyết tâm tranh đấu với các cơ quan chức năng để yêu cầu nhà cầm quyền phải thay đổi chính sách. Trước sự đòi hỏi chính đáng, đến năm 1986, chính quyền Hồng Kông phải nhượng bộ, bắt đầu cho phép các hội đoàn quốc tế như Work, Rely, Save the Children vào để giúp đỡ thuyền nhân Việt Nam. Cuộc sống thuyền nhân cũng dễ thở hơn, được đối xử tử tế hơn. Thế nhưng, làn sóng người Việt tiếp tục đổ đến Hồng Kông vào năm 1988. Hồng Kông bắt đầu có trại cấm để thực hiện chính sách thanh lọc. Một điều rất thương tâm tại các trại tị nạn ở Hồng Kông là có rất nhiều cảnh đánh nhau xảy ra giữa thuyền nhân miền Bắc và miền Nam. Sơ Mỹ Hạnh kể tiếp. Tôi chứng kiến cảnh đánh nhau quá sức. Hồng Kông phải lấy trực thăng, đổ lính xuống để dẹp. Những cựu quân nhân của miền Nam gần như bị đánh rất nặng. Có một số anh bị chết, bị cắt gân. Có khoảng 6 anh tôi đưa vào bệnh viện. Bây giờ có 2 anh bị tàn phế suốt đời. Sau đó, người ta mới chuyển người miền Nam thì đi ở với người miền Nam. Lúc trước là Nam Bắc sống chung, nhưng mà đánh nhau thì chỉ có thanh niên thôi. Còn những ai có gia đình thì không. Một phần là do trại giam, vì người ta dùng tù túng, suốt ngày cứ nằm dài chờ bữa ăn, năm này qua năm kia, nên khi nói chuyện với nhau, người miền Nam thì tức chế độ Cộng sản, chữ ông Hồ Chí Minh, thì những người miền Bắc lại thần thánh hóa ông Hồ Chí Minh, cho nên cãi vã. Có em Lộc người Nha Trang, vì chửi nhau như vậy mà giết một người anh miền Bắc và hiện nay vẫn ở tù ở Hồng Kông. Có nhiều chuyện nó đưa đẩy làm cho con người ta bí túng, sinh ra dễ cãi nhau, luân lý và xã hội thì rất thấp. Vì cuộc sống chung chạ không có ngày mai, người ta sống giống như một cái chuồng, sống lúc nhúc với nhau. Vào năm 1989, chính quyền Hồng Kông áp dụng cưỡng bức hồi hương. Lúc bấy giờ, cuộc sống của họ vô cùng khốn khổ. Ngoài chuyện phải lo chống lại sự bắt bớ của lính Hồng Kông, họ còn bị những thành phần du đảng trong trại, hay còn gọi là đầu gấu, hà hiếp. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và chính quyền bản xứ đều nhắm mắt làm ngơ, mặc cho đầu gấu hoành hành, như lời chị Lý Hoàng Phúc, hiện cư ngụ tại Atlanta, cựu thuyền nhân trại Chimanwan, dành cho người miền Nam cho hay, chính phủ Hồng Kông dùng những đầu gấu cai trị mình, đời sống trong đó rất hồi hộp, vừa bị sợ trả về Việt Nam, vừa bị đầu gấu ăn hiếp. Trại không hề có một tờ giấy, một cái viết, không có một cái gì hết. Tụi em phải chờ đến ngày xếp hàng lấy cơm. Họ dán tờ giấy
ở đó thì tụi em ráng dành giật tờ giấy đó ra viết vài chữ và tìm cách gửi ra ngoài. Tụi em không hề liên lạc với người ngoài. Một buổi được 2 miếng thịt 3 rọi, một gói mì thì 8 người ăn, cơm thì đủ. Thời gian đó, họ áp đảo tinh thần để về Việt Nam. Rớt thanh lọc rất nhiều, có nhiều người tuyệt thực, mổ bụng chết vì nhiều khi không được cấp cứu kịp. Cũng có người bị ngộ độc tiêu chảy, không có thuốc men thì chết. Riêng chị Nguyễn Mỹ Huê hiện ở Châu Chào, Hoa Kỳ thì kể lại. Chính phủ Hồng Kông thì muốn cưỡng bức, liên lạc với bên ngoài rất khó khăn, hoàn toàn không biết cái gì hết về bên ngoài. Khi mình đã bỏ hết tất cả để ra đi, để mong rằng đến một nơi tìm tự do, mình không biết rằng cái đích của mình có đến được hay không. Bên cạnh đó, tất cả đều thiếu thốn. Một mặt thì chính phủ Hồng Kông lại dùng đủ mọi phương thức để cho người ta trở về. Một phụ nữ tên Chi từng ở trại Wahid, hay còn gọi là trại Bạc Đầu, dành cho người miền Bắc cũng cho hay. Thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, quần áo được phát cũng không đủ mặc. Phòng tắm công cộng rất lớn cho cả hàng trăm phụ nữ tắm ở đó một lúc. Đời sống tinh thần mọi người rất hoang mang, không biết đi đâu, về đâu. Đặc biệt, có những trận đánh nhau xảy ra, khám trại, cảnh sát vào đàn áp. Càng về sau, mọi người càng hoang mang vì có những trường cưỡng bức hồi hương, nói chung ai cũng căng thẳng. Đáng thương nhất là các em bé sinh ra trong các trại cấm. Vì sống trong 4 bức tường, sau hàng kẽm gai, nên khi cha mẹ may mắn được trại mở, các em mới có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, như lời chị Mỹ Huê kể lại. Khi các em được ra ngoài, nhìn con trâu, con chó, thì các em cứ ngỡ là con chuột, vì trong trại cấm các em chỉ thấy chuột mà thôi, không thấy gì hết. Anh Phạm Thanh Vân hiện ở Alabama, người từng ở trại Wahid, tức là trại Bạc Đầu, kể về an ninh, người ta rất lo âu vì trong trại có đầu gấu, ai có thăm nuôi là chúng biết hết, vì chúng khám người và khám đồ. Thí dụ thuốc lá 10 bao thì nó cho mình 3 bao, còn nó lấy 7 bao, tiền thì nó lấy một nửa. Đầu gấu toàn là người Việt Nam mình thôi. Miền Nam cũng có đầu gấu, miền Bắc cũng có đầu gấu. Sau các vụ tranh chấp từ chuyện nhỏ sang chuyện lớn thì người ta chia nhau ra miền Nam và miền Bắc. Nhưng biểu tình đòi tự do thì vẫn biểu tình chung, tuyệt thực tất cả Nam Bắc đều làm chung. Được biết anh Vân cũng là một trong những người mổ bụng tự sát khi rớt thanh lọc để khỏi bị trả về Hải Phòng, nơi quê nhà. May thay anh được cứu sống. Thế nhưng tôi mổ bụng để chống cưỡng ép hồi hương, rồi đi bệnh viện, khỏi lại vẫn bị cưỡng ép hồi hương về Việt Nam, vẫn bị ép lên máy bay. Tôi phải đi trình diện, cứ hàng tuần là phải ra công an xã trình diện. Có lẽ câu nói mà thuyền nhân nào cũng nằm lòng: ra đi có số, định cư có phần, đúng với trường hợp của những ai may mắn được đến trại Bataan của Philippines, nơi đón tiếp những người được công nhận là tị nạn chính trị, để chờ tiếp kiến phái đoàn. Từ khắp các trại tị nạn ở Đông Nam Á, họ đưa vào các trại được tổ chức rất coi là quy củ dưới sự điều khiển trực tiếp của Cao ủy Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Từ tiểu bang Tennessee lên một vũ đảo, làm công việc mục vụ ở trại Bataan, kể lại rằng hầu hết thuyền nhân khi vào trại Bataan thì đều biết chắc rằng sẽ định cư ở Mỹ hay một số nước khác, nên chính là họ học Anh văn và văn hóa để thích ứng với môi trường mới. Thành ra chính tôi, so với những thời gian ở trại tị nạn Songpla, Thái Lan và Bataan, tôi thấy khác một trời một vực, và tôi rất mừng là hoàn cảnh thuyền nhân đã được chuẩn bị khá đầy đủ. Giờ đây, bao năm đã trôi qua, các thuyền nhân khốn khổ năm xưa đã ổn định nơi xứ người. Chắc chắn, họ không thể nào quên được những ngày tháng đau thương. Nhưng cũng từ những vết thương ấy mà đã tạo cho họ bài học rất quý giá, cộng với sự hiểu biết giá trị vô cùng quý báu của hai chữ tự do.
như lời anh Vân, cựu thuyền nhân trại tị nạn Wahid, tức Bạc Đầu ở Hồng Kông tâm sự. Tôi chả có gì hối hận với việc mổ bụng của tôi cả, vì tôi không còn con đường nào khác. Tôi làm như vậy để chứng tỏ tôi vì hai chữ tự do. Và chị Chi, cựu thuyền nhân ở Chip Man Wan, Hồng Kông. Qua môi trường đó, nó tạo cho mình biết ghi nhận những gì mình đang có. Nhìn lại quãng đời mình đã đi qua, mình cảm nhận được rằng mình may mắn và ghi nhận những gì mình đang có bây giờ. Kính thưa quý vị, tị nạn Việt Nam không chỉ là một chuỗi dài bi kịch trong những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa và những câu chuyện thương tâm trong những cuộc hành trình gian khổ của người tị nạn. Đây cũng là lịch sử một cuộc ra đi có chính nghĩa của hàng triệu người Việt Nam phải rời bỏ quê hương, tài sản và sự nghiệp chỉ vì hai chữ tự do và dân chủ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Người Tị Nạn. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân ái.